vị trí phong thủy trở thành tòa nhà ma ám kỳ lạ, bí ẩn sự kiện siêu nhiên và hồn ma tầng 21 ở tháp ngân hàng Thâm Quyến. Từ một vị trí được xem là báu vật phong thủy lại trở thành một tòa nhà ma ám mà mọi người kinh kỵ. Tại sao tòa nhà ngân hàng Trung Quốc lại được xem là nơi ám ảnh nhất trong 4 địa điểm xấu ở Thâm Quyến? Nhiều hiện tượng kỳ lạ như thang máy tự động dừng lại ở tầng 21, thậm chí còn có những hồn ma nam bay qua bên cạnh bạn. Liệu tòa nhà này có phải được xây dựng để trấn áp tà ma? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi trong video ngày hôm nay. Chào mừng quý vị khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người hơn để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa hơn bạn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Tòa nhà ngân hàng Trung Quốc nằm ở trung tâm tỉnh Thâm Quyến. Nhưng điều bất ngờ là một vị trí tốt như vậy lại có giá rẻ chỉ bằng một nửa so với giá nhà tại trung tâm thành phố. Nguyên nhân thực sự có liên quan lớn đến hình dáng và truyền thuyết về tòa nhà này. Người ta nói rằng khi tòa nhà ngân hàng Trung Quốc chưa được xây dựng, mảnh đất này nhờ vào vị trí địa lý đắc địa đã bị các nhà đầu tư lớn cạnh tranh mua lại. Cuối cùng, đất được mua bởi một thương gia giàu có. Lúc bấy giờ, người thương gia ấy rất vui mừng vì nghĩ rằng hai tòa nhà này có thể mang lại cho mình một khoản lợi nhuận lớn. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng, nơi đây đã xuất hiện không ít vấn đề. Những công nhân thường xuyên bị thương, thậm chí có người trong lúc làm việc trên cao đã gặp phải sự cố khi dây an toàn bỗng dưng đứt, dẫn đến tử vong do rơi từ tòa nhà cao. Sau khi mua mảnh đất trên, thương gia cũng bắt đầu nằm mơ thấy những điều kỳ lạ. Nhiều người nói rằng nơi đây bị ma ám, nên cuối cùng để hóa giải những điều không may, ông đã mời một thầy phong thủy đến để chỉ dẫn, điều chỉnh hình dáng cũng như cấu trúc của tòa nhà. Kể từ đó không có sự cố lớn nào xảy ra nữa. Vào tháng 4 năm 1997, tòa nhà ngân hàng Trung Quốc được hoàn thành với tổng cộng 28 tầng. Màu sắc tổng thể của mặt ngoài tòa nhà là màu đỏ sẫm và mái nhà có hình dạng như một ngọn tháp, trông vô cùng ấn tượng nếu nhìn từ xa. Vào ban ngày, mọi thứ có vẻ bình thường, nhưng khi nhìn về phía tòa nhà vào ban đêm, người ta có thể thấy nó giống như một ngọn nến đỏ khổng lồ. Phần đỉnh như ngọn lửa đang bùng cháy, nổi bật giữa những tòa nhà xung quanh. Theo phong thủy, màu đỏ thuộc về lửa, lửa tượng trưng cho sức mạnh cùng dương khí. Vì ma quỷ rất sợ điều này, nên nhiều người suy đoán rằng hình dáng trên có thể được thiết kế để xua đuổi ma quỷ, khiến những người đi qua đây vào ban đêm đều cảm thấy lạnh sống lưng và không dám lại gần. Chính vì vẻ ngoài và hình dáng độc đáo mà tòa nhà ngân hàng Trung Quốc đã trở thành một trong những công trình biểu tượng của Thâm Quyến. Tuy nhiên, bên trong lại không có nhiều người dám sinh sống. Vào năm 1999, một vị đại gia đã tiêu tốn khoản tiền lớn để mua một số căn cho công ty ở đây. Nhưng không lâu sau khi chuyển vào, công việc của ông bắt đầu gặp vấn đề. Vợ ông đã dẫn theo con bỏ đi và bản thân ông cũng đã tức giận nhảy lầu tự tử ngay tại tòa nhà ngân hàng Trung Quốc. Một người nói rằng mình không tin vào những điều kỳ lạ và đã chuyển vào tòa nhà. Khi nghe về chuyện vị đại gia trên, anh cho rằng đó chỉ là sự trùng hợp. Nhưng kết quả chưa đầy tháng sau, trên đường trở về nhà, anh ta đã gặp tai nạn xe dẫn đến mất mạng. Những công ty khác cùng chuyển đến thì thời gian ở lại lâu nhất cũng chỉ được 8 tháng và đều có kết cục phá sản. Đây phải chăng là những sự cố siêu nhiên tại tòa nhà ngân hàng Trung Quốc ở Thâm Quyến? Nếu nói về nơi kỳ quái nhất của tòa nhà ngân hàng Trung Quốc thì chính là tầng 21 bên trong. Đến giờ nơi đây vẫn còn trống, không ai dám vào ở. Người ta truyền tai nhau rằng thang máy của tòa nhà thường dừng ở tầng 21. Khi vừa bước vào tầng này sẽ cảm thấy gió lạnh ùa vào cơ thể, có thể nghe thấy âm thanh nước chảy róc rách. Ngoài ra còn có âm thanh giống như móng tay đang cào trên tường. Một số người không may sẽ còn nhìn thấy một người đàn ông trong bộ trang phục trắng mơ hồ bay đến bên cạnh. Tóc của ông ta dài đến mức phủ kín đôi chân, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt sáng lờ mờ dưới lớp tóc dài cùng bộ móng tay sắc bén như kéo. Theo lời kể của những người lớn tuổi địa phương, vị trí của tòa nhà ngân hàng Trung Quốc ở Thâm Quyến từng là nơi hành quyết trong thời kỳ cách mạng văn hóa. Thời đó nhiều học giả vô tội đã bị bắt và kết án oan, cuối cùng qua đời trong tù, dẫn đến oán khí ở nơi đây rất lớn. Linh hồn của họ bị chôn vùi dưới nền tòa nhà ngân hàng Trung Quốc, nên trong tòa nhà này thường xảy ra những điều kỳ lạ. Trước đây có một ông chủ họ Trần
vì không tin vào điều huyền bí nên đã chuyển đến tầng 21. Kể từ đó, công ty càng lúc càng đi xuống, khiến ông Trần không khỏi lo lắng. Nhiều người trong công ty đã cùng nhau xem xét các phương án và tìm cách giải quyết, có hôm tăng ca đến tận khuya. Một ngày vào khoảng 8 giờ tối, ông chủ Trần nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, đoán có nhân viên nào đó quên mang đồ. Ông Trần đã đi ra mở cửa, nhưng khi mở cửa, ông chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh lướt qua. Chẳng bao lâu sau, chuông cửa lại vang lên và kết quả vẫn giống như trước. Ông Trần còn nghĩ chuông cửa hỏng nên đã thao xuống. Đến hơn 11 giờ, ông nhận được điện thoại từ nhà gọi đến, nhưng chỉ nói được vài câu thì điện thoại bị ngắt một cách kỳ lạ. Ánh đèn chân Trần cũng bắt đầu nhấp nháy. Ông Trần cảm thấy có phần sợ hãi nên muốn rời khỏi đây. Tuy nhiên, vừa đứng dậy lại cảm thấy mọi thứ mờ ảo trước mắt. Cảm giác áp lực đè nặng lên cơ thể, chân tay nặng như chì. Khó khăn lắm ông Trần mới đến được cửa, nhưng dù thế nào cũng không thể mở được. Trong lúc ông đang hốt hoảng thì bên tai vang lên tiếng thì thầm và cười khẽ khẽ của một người đàn ông, nói rằng hãy xuống cùng chơi. Điều này khiến ông Trần toát mồ hôi lạnh, không kìm được mà phải hét to kêu cứu. May mắn là có bảo vệ đang đi tuần tra bên ngoài, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của ông chủ Trần liền chạy tới tìm. Lúc này, cảm giác bị áp chế trên người ông dần dần biến mất, tầm nhìn chớp mắt trở nên trong và sáng sủa trở lại. Ánh đèn cũng quay về trạng thái bình thường. Nhìn xung quanh không thấy một bóng người nào, ông chủ Trần thử đẩy và phát hiện cửa có thể mở ra một cách nhẹ nhàng, nên lập tức tìm bảo vệ để rời khỏi tòa nhà. Ngay ngày hôm sau, ông Trần đã chuyển công ty ra khỏi đây. Kể từ đây, công ty của ông cũng bắt đầu khởi sắc. Tòa nhà ngân hàng Trung Quốc từ khi bị đồn là có ma quái đã rất ít người ghé thăm. Nhiều người ở đây cũng cho rằng các sự kiện kỳ quái này liên quan đến bố cục tổng thể của tòa nhà. Nhưng bắt đầu từ khi xây dựng, hình ảnh tòa nhà đều là nhà phát triển dự án đã tìm các bậc thầy để chỉ giáo. Vậy làm sao lại có thể xảy ra vấn đề chứ? Trước tiên, hãy xem xét vị trí địa lý. Con đường phía trước tòa nhà ngân hàng Trung Quốc chạy dài từ Nam lên Bắc như một thanh kiếm xuyên qua tòa nhà. Nếu không dính đến phong thủy xấu thì cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi phong thủy xuyên tâm. Xét về hình thái bên ngoài của tòa nhà ngân hàng Trung Quốc, thị xã Thâm Quyến được bao quanh bởi núi và biển. Dãy núi chạy ngang từ đông sang tây như hình dạng của núi Liên Hoa, tạo nên hai nhánh trục đông tây của thành phố. Cả hai nhánh này đều bắt nguồn từ núi Cửu Liên, một trong những ngọn núi của Nam Lĩnh. Tòa nhà ngân hàng Trung Quốc nằm ở phía đông nam của núi Liên Hoa. Theo phong thủy bắt quái thì vị trí này thuộc về quẻ Tốn, cổng sinh khí nối với trục trung tâm của huyết mạch trái đất, hay còn được gọi là vị trí Văn Khúc Tinh Quân. Tòa nhà ngân hàng Trung Quốc và khu vườn bên cạnh tạo thành hình dạng lõm có tác dụng tụ khí. Vốn dĩ như vậy có thể hấp thụ linh khí từ núi Liên Hoa. Nhưng chính núi Liên Hoa cũng là nơi cực âm, linh khí tích tụ quá nhiều thành âm khí. Hơn nữa, tòa nhà ngân hàng Trung Quốc chọn thiết kế với tấm gương màu đỏ cũng có phần xung khắc. Thông thường, màu sắc của công trình không ảnh hưởng nhiều đến phong thủy, nhưng việc sử dụng mặt gương phản chiếu màu đỏ thì lại hơi kỳ lạ. Theo phong thủy nhà ở, gương có tác dụng tụ sát và phản sát, nhưng tòa nhà lại có hình dạng lõm. Nếu muốn phản sát thì hiệu quả sẽ rất ít, sát khí phần lớn vẫn ở lại trong tòa nhà. Ngoài ra, cùng với việc toàn bộ tòa nhà có mật độ xây dựng rất lớn, dẫn đến kém ánh sáng, khiến cho toàn bộ tòa nhà trở nên tối tăm, tạo cảm giác nặng nề cho con người. Vì vậy có thể nhiều người cho rằng do các nhà đầu tư lúc bấy giờ đã cử thầy phong thủy đến làm rối loạn bố cục ở đây với một mục đích đen tối khác. Bạn nghĩ gì về bố cục của tòa nhà ngân hàng Trung Quốc cũng như sự kiện siêu nhiên đã diễn ra? Đừng quên để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận. Quý vị thân mến, đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ tâm linh cuộc sống vào lúc 8 giờ tối mỗi ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.